Xin chào Nguyễn Thế Anh Đào. Hôm nay thì anh đang có mặt ở phòng Zoom và rất là cảm ơn em đã có trong cái thời gian để chia sẻ ở đây. Thế thì có một cái câu hỏi dành cho anh Đào. Em tham gia cùng với cộng đồng bên ai, em có một cái điều gì vui hay có điều gì thành công hay có một cái gì đó em chia sẻ cho anh cùng anh chị em hiểu thêm về điều này được không ạ? Xin mời em ạ. Vâng, cảm ơn anh Phùng Hiêu Hà đã cho em chia sẻ câu chuyện của mình để nhiều người biết đến. Thì khi mà tham gia vào BNI thì em hoàn toàn không biết cái BNI này nó có nghĩa là gì. Và mình cũng không hiểu là cái mục đích vào đây để làm gì. Nhưng mà khi em học bên chỗ thầy Phạm Thành Long á, thì với cái học bên đó thì nó rất là áp lực, vì phải cái lượng kiến thức mình nạp vào rất là nhiều và thay đổi cái công việc mình theo một cái cách làm mới chứ không có làm theo cái cách cũ nữa, thì nó làm cho mình thay đổi một lần như vậy nó quá nhiều thì đang là nó áp lực. Thì gặp được, rất may là gặp được anh Phùng Huy Hòa ở đây, thì mình giống như mình đang chết đuối mà bám được vào một cái phao. Thì anh đã mời vào tham gia vào BNI, thì trước tiên mình chưa biết tham gia vào để làm gì, thì chỉ nghĩ là mình đi theo anh là cái người đàn anh đi trước. Thì khi đi theo vậy thì có gì hay anh sẽ chia sẻ cho mình. Nhưng mà khi mà tham gia vào cái cộng đồng này rồi thì mình mới biết là em mới thực sự biết là tất cả mọi người ở đây đều là hòa đồng và gọi là sao, gắn kết với nhau để mà cùng nhiều nhau để đi lên. Tham gia những ngày đầu em vào thì đó, cái thời gian mà để gọi là vào để mình họp thôi á, thì cũng cảm thấy là nó khó khăn rồi, chứ đừng có nói là kỷ luật. Thì khi tham gia một thời gian thì em cảm thấy là mình phải kỷ luật hơn, phải thay đổi, vì trong cái môi trường này mọi người ta đều kỷ luật hết, và mình làm doanh nghiệp mà mình không kỷ luật thì sẽ không có thể nào mà đi đến thành công và đạt được cái mục tiêu của mình được. Thì cũng nhờ vào trong cái môi trường BNI này, trong cái cộng đồng này, thì nó rèn luyện con người của em, nó có cái tính kỷ luật và khi mình làm việc nó có quy trình hơn. Và nhờ vào đây thì em mới có thể ngồi mà để nói chuyện như thế này. Trước đây thì mình không có thể nào mình diễn giải và cũng không nói được trước đám đông như vậy. Thì khi vào đây thì nhờ vậy thì mình mạnh mẽ dần, và mình có thể mình chia sẻ được những cái mà những cái kiến thức mình biết cho đồng đội của mình. Thì trước đây mình muốn chia sẻ thì mình không biết cách nói như thế nào. Thì nhờ vào một cái cộng đồng nó rèn luyện em thì ngày hôm nay con người em mới có thể được như vậy. Thì trước đây thì để gọi là mình ra một cái đám đông thì nó cũng khó lắm. Thì cũng biết ơn cộng đồng bên này. Thứ nhất thì rèn luyện cho em tính kỷ luật. Cái gì đó làm việc phải theo quy trình. Và lúc nào cũng phải là người mạnh mẽ. Chứ ngày trước thì mình làm việc nó theo cảm xúc chứ nó không có kỷ luật, cứ thích thì làm còn không thích thì nghỉ. Nhưng bây giờ thì mình không có cái quyền đó. Dạ, em xin hết. Vâng, cảm ơn Nguyễn Thị Anh Đào. Thì đây là một cái câu chuyện rất là hay và truyền cảm hứng cho nhiều anh em ngoài kia đang kinh doanh. Một cô chủ chuyên về hoa tươi, một ngày trước khi mà cũng còn bỡ ngỡ khi nói chuyện trước một hai người ở trên Zoom hay ở ngoài đời, thì hôm nay đã là một người khác thì rất là nhiều, tự tin hơn và chia sẻ những câu chuyện tích cực hơn. Và đó là những cái gì, cái kiến thức, những cái hành trang mà mình có để mình phát triển cho thời gian sắp tới. Thì đó là những cái gì mà trong cộng đồng đang phát triển, đang hỗ trợ cho các anh em đi cùng với nhau. Mong là một ngày nào đó thì em sẽ là một người phát triển mạnh mẽ hơn nữa và khác biệt hơn nữa, để giúp cho được nhiều những người xung quanh, những gia đình và những cộng đồng đang cùng chơi với mình. Đó là những cái gì mà chúng ta có thể làm được. Cảm ơn em đã chia sẻ. Xin hẹn gặp lại.